này nó như quả đẹp nhá. Đấy, bây giờ có ba cơn. Thế này là anh Hà là bọc từ lâu chưa? Bây giờ đang có đang tiếp tục bọc. Đang bọc đấy anh. Thế nhá. Cô bọc thì cái ngón tay cô phải giữ chặt. Phải giữ chặt xuống này các quả mất. Đấy nhá. Đấy nhá. Khi cô bọc thì nó có những cái ná ở trong này, cô bấm vào luôn đi. Bỏ đi à? Ừ, xong cô đưa lên này, đưa khóa cuống ở trên cái cành nhá. Chặt. Thì hai cái tay của cô bóp thật chặt vào. Càng chặt bao nhiêu thì kiến nó sẽ càng không vào bấy nhiêu. Đấy, xong cô có thể kéo ra hoặc lớn lên thì cái quả nó sẽ phồng túi. Đấy, cứ như thế này nè. Nhưng mà khi bao trái này ấy, thì cô phải thường xuyên để ý ở trong vườn, trong những cái cành này ấy, nó có kiến bò ấy, thì tức là có con diệp sáp. Con kiến nó sẽ đưa cái con diệp sáp vào trong cái túi này. Chứ bản thân con diệp sáp nó không di chuyển được sang cái cành nọ cành kia, mà nó do cái con kiến nó quét hết ở đây rồi. Quét đều thải xe máy. Nhưng mà cơ bản nhất là khi có kiến với diệp sáp thì có diệp sáp trắng và diệp sáp kim, thì nó hay ở những cái cành này này. Đây này, ví dụ như có diệp sáp trắng nhỏ này thì là cô đánh dùng cái sản phẩm Megacell cộng với dầu khoáng, hoặc là cái ủ su cộng với cái Toshi. Đấy là cái hai cái hãng thuốc đấy, thì cái ủ su cộng với Toshi và kết hợp thì nó sẽ diệt trừ được rất là mạnh về cái diệp sáp. Nhưng mà thông thường thì đánh như cháu hay nói là cái Megacell cộng dầu khoáng của cái hãng lúa vàng cô nhá. Hãng lúa vàng ấy, cái công ty lúa vàng ấy, thuốc bảo vệ thực vật ấy. Đây là cái bưởi đường chín sớm siêu ngọt. Tháng 8 là mời cô đến. Cô ăn thử loại này. Ăn là siêu ngọt luôn. Đây nhà anh Hà có phải chiết không? Đây đang cũng bỏ vào mua ít đợi như không có. Loại này thì có một đặc tính là không bao giờ bị mất mùa luôn. Riêng nhà cháu là khi có quả bói đến đầu tiên cũng đã sai rồi. Cái quả kia sao đây là người khác đọc này là gió cái giá những cái này được 253 năm được đọc này phải chặt đọc này bao trái này là được phải chặt tay đây là phần ba buộc phần đông buộc không buộc này cái bao này phải được 2 năm không anh hả? Được anh em quay lại quay đầu sau nó kẻ nó hơi rách tí rách thì cảnh thì nó đang nắng ngon. Cái này là bao là phải cái tay phải giữ thật chặt vào chứ còn không là gió là nó dính nước là nó tụt ra đấy. Đây là cả mấy chị em nó bao lúc đấy là đàn bà bao không được chắc tay để bao là phải bao phải bóp thật chặt cái này là càng chặt bao nhiêu càng tốt, còn không thì cứ gió mưa là cây nhà một mùa vài năm nữa mà bọc này thì có ừ. Nhưng mà anh bán được đắt tiền. Bây giờ anh bán cái cây của em là nó không được cằn đốt này, nó nhào lắm. Thế thì anh bón tốt nhưng mà quả dễ xị. Em chưa em lấy ở dưới Lại Yên về trồng. Anh phải bón cani ngay từ cuối tháng 4 đầu năm này. Anh bón mục đích là để cho nó căng cái múi ra thì cái vỏ cái cùi nó mỏng, anh hiểu không? Còn nếu mà anh để mà nó bón muộn cani hoặc bón không đúng cani không đủ nhiều lượng thì nó sẽ bị dày cùi, cái quả nó xốp bồ bồ mới ăn không ngon. Đấy, như nhà em với những cây này cho ăn trực tiếp ở vườn, em làm ngon quá còn người khác còn bảo em là bón chất tạo ngọt của Trung Quốc